Khi nói đến du lịch Việt Nam, Đà Lạt là một trong những điểm đến được yêu thích hàng đầu cho du khách trong nước cũng như quốc tế bởi vẻ đẹp thơ mộng của thành phố Ngàn Hoa. Một chút se lạnh để cảm nhận sự ấm áp của tình yêu thương, một chút nắng ấm để thấy vẻ đẹp của muôn hoa khoe sắc. Đến với Đà Lạt, du khách sẽ đắm chìm trong thành phố của tình yêu với cảnh quan thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên một phong cảnh thơ mộng. Tuy nhiên, dù có mô tả thế nào cũng không bằng tự mình đặt chân đến, bạn mới có những cảm nhận thật nhất của riêng mình. Với du khách ngày nay, du lịch không chỉ là khoảng thời gian khám phá và trải nghiệm những cung đường mới, những điểm tham quan mới lạ, những món ăn ngon đặc trưng của vùng miền, mà còn là thời gian để tâm hồn lắng đọng, để tìm về với chính con người của mình. Đó cũng là một trong những lý do những năm gần đây du lịch tâm linh ngày một phát triển và được du khách quan tâm. Và một trong những điểm du lịch tâm linh mà bất cứ du khách nào khi đến Đà Lạt cũng sẽ ít nhất một lần dừng chân để lễ bái chính là Chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước được đánh giá là điểm du lịch linh thiêng nhất vùng Tây Nguyên, là công trình kiến trúc đã góp phần không nhỏ vào cảnh sắc thiên nhiên đất trời Đà Lạt. Đây là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, có 102 tại Việt Nam. Chùa Linh Phước còn có tên gọi thân thuộc là Chùa Sành hay Chùa Ve Chai, vì toàn thể công trình kiến trúc nơi đây đều được khảm bằng mảnh sành rất công phu và nghệ thuật. Ngôi chùa này đã được kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa khảm sành nhiều nhất Việt Nam. Những công trình nghệ thuật trong khuôn viên chùa cũng đều được kỷ lục thế giới và Việt Nam xác lập như Tháp Chuông, Tượng Phật Quan Thế Âm bằng Hoa Bất Tử được xác lập kỷ lục thế giới. Điện Thờ Quan Âm tôn trí 500 tượng Phật Quan Âm. Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thờ trong điện. Công trình kiến trúc tái hiện cảnh Mục Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục. Ngôi chùa tôn trí tượng sáp các vị thiền sư. Khổng Tước Vương bằng gỗ sao. Tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ. Con rồng dài bằng vỏ chai bia. Bồ Phản bằng gỗ sao. Song Tùng Bách Hạt, tác phẩm điêu khắc gỗ, thể hiện hàng trăm chim hạt và cây tùng bằng gỗ sao lớn nhất. Gốc cây bằng gỗ trâm vàng, chạm 423 bài kinh pháp cú lớn nhất Việt Nam, giá trị hàng trăm tỷ đồng. Bộ bàn ghế bằng gốc cây nguyên khối, chạm 12 con giáp lớn nhất. Đây cũng là ngôi chùa linh thiêng nhất với ánh hào quang trên đỉnh tháp. Với một kỷ lục thế giới và 12 kỷ lục Việt Nam, chùa Linh Phước nổi tiếng là ngôi chùa đạt nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Chùa Linh Phước được như ngày hôm nay chính là nhờ hồng ân chư Phật và công đức lớn lao của Hòa Thượng Thích Tâm Vị, một nhà sư trí tuệ, uyên bác, đồng thời phải nhắc đến các đệ tử của thầy và sự đóng góp của Phật tử gần xa. Rời ngôi chùa được khảm chạm bằng gốm sứ Linh Phước tự với những công trình kiến trúc độc đáo, du khách có thể tìm về với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của khu du lịch Thác Voi, Đà Lạt. Nằm ở vùng ngoại ô, cách thành phố Đà Lạt 25 km về phía Tây Nam, Thác Voi thuộc địa phận xã Gia Lâm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nằm ngay sát vùng thị trấn, nhưng đến nay, vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của nơi đây vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn. Vào năm 2001, Thác Voi Đà Lạt được công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Thác Voi còn có tên gọi khác là Thác Liên Rùa, một trong 3 ngọn thác lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, với độ cao thác lên tới 30 m, rộng hơn 15 m. Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của mình, dòng thác này luôn là điểm đến tham quan hấp dẫn của nhiều du khách khi tìm về những vùng ngoại thành Đà Lạt, đặc biệt là những ai yêu thích du lịch khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới. Sau khi tham quan Thác Voi, điểm dừng chân sát bên cạnh tiếp theo của khách hành hương là chùa Linh Ẩn. Đây cũng là ngôi chùa do chính Hòa Thượng Thích Tâm Vị khai sáng và trụ trì. Năm 2017, Dương Lành hội đủ, Hòa Thượng Thích Tâm Vị trụ trì chùa Linh Ẩn và tăng chúng phát nguyện kiến thiết xây dựng Đại tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên cao 71 m, nằm trong khuôn viên chùa Linh Ẩn rộng 6 ha, nhằm kiến tạo cho khuôn viên chùa trở thành một đại tòng lâm, nơi dành cho tăng ni và Phật tử gần xa trở về tu học theo hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, như nhịp cầu kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống, luôn giúp mọi người sống gần gũi, gắn bó với nhau, thương yêu và hiểu biết, dấn thân và phục vụ, bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ. Với sự trợ duyên của chư Tôn Đức và chư Thiện Hữu tri thức Phật tử gần xa, Công trình xây dựng Đại tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cao và đẹp nhất Việt Nam được khánh thành vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 âm lịch năm Kỷ Hợi. Với vị trí địa lý, có thể nói là sơn thủy hữu tình, sau lưng chùa là núi cao, rừng xanh, trước mặt là suối reo thác đổ, bụi nước tung lên tạo thành mây ngũ sắc. Cảnh trí nơi đây như ẩn, như hiện, có sương lam khi chiều xuống, có mây trắng đồng bình trôi, cũng có khi rả xuống sát chân đồi. Mây cuốn lấy người, thiên nhiên và con người như hòa quyện vào nhau trong cõi trần gian mà nở chốn một lá tiên cảnh. Về với Linh Ẩn tự là về với chư Phật, về với chánh đạo, về với quý thầy. Bằng cách riêng của mình, quý thầy đã đưa giáo pháp của Đức Thế Tôn đến với quần sanh, lắng nghe kinh Phật dạy, pháp Phật ban, hướng lên Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật sẽ thấy lòng thanh thản hơn, hồn hòa quyện với thiên nhiên, ta như thoát khỏi bể trầm luân để đến với miền bồng lai của chư Phật. Có thể nói, Linh Phước tự và Linh Ẩn tự được như ngày hôm nay chính là nhờ hồng ân chư Phật và công đức lớn lao của Hòa Thượng Thích Tâm Vị, một nhà sư trí tuệ, uyên bác, có tấm lòng từ bi hỷ xã, là tâm điểm hội tụ của quần sanh. Đồng thời cũng phải nói tới các đệ tử của thầy, tới công phu lao tác của hàng ngàn, hàng vạn Phật tử quanh vùng, sự đóng góp tiền của biết bao du khách và Phật tử thập phương trong và ngoài nước để hai ngôi chùa trở thành điểm dừng chân của mọi du khách khi đến với Đà Lạt. Là một người con quê hương Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Tâm Vị luôn mong ước xây dựng một ngôi chùa tại quê hương để bà con có nơi lễ Phật, học về Phật Pháp, cũng như tạo điều kiện để phát triển du lịch văn hóa tâm linh cho quê hương. Được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Tâm Vị đã không quản ngại khoảng cách địa lý, trở về quê hương, xây dựng khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, Chùa Minh Đức. Chùa Minh Đức nằm tại xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Mã. Chùa nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 10 km, di chuyển theo bờ sông Trà Khúc, Mỹ Khe, Cầu Cổ Lũy. Chùa Minh Đức, thành phố Quảng Ngãi, nằm trong khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, được xây dựng trên tổng diện tích gần 100 hectare. Khu chánh điện rộng 12.000 m2, cao 37 m. Khu Thiên Mã được đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng, được khởi công tháng 5 năm 2018. Đây là khu văn hóa tâm linh Phật giáo đầu tiên tại Quảng Ngãi, được phân chia làm nhiều khu vực khác nhau, bao gồm các khu vực bố trí tượng Phật cao 125 m, quảng trường, chánh điện, khu bảo tàng Phật giáo, khu bảo tháp, Long Hoa Viên, Vườn Bạch Mã, thập pháp giới, khu thiền đường, phương y đường và khu nội viện. Ngày nay, du lịch tâm linh không chỉ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm mới lạ về một vùng đất mới, mà còn chứa đựng những giá trị trải nghiệm tinh thần hết sức thiêng liêng cho người đi du lịch. Bên cạnh đó, du lịch tâm linh cũng là hình thức góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.